Sáng ngày 9 tháng 10, Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thanh Truyền hình thành phố Hội An, cơ quan trực đề án xây dựng Hội An nhân tình thuần hậu đã tổ chức buổi truyền thông các thông điệp của đề án tại trường tiểu học Lê Độ, xã Cẩm Hà. Hàng trăm học sinh khối lớp 5 đã có một buổi sinh hoạt ngoại khóa nhiều ý nghĩa khi trực tiếp trả lời các câu hỏi ứng xử trong gia đình và cộng đồng, tìm hiểu về những nét thuần hậu của con người Hội An, lành sạch, mến khách. Bằng hình thức sử dụng hoạt náo viên truyền tải các thông điệp phù hợp với lứa tuổi thiếu niên nhi đồng, kết hợp chiếu phim tài liệu, các thông điệp của đề án xây dựng Hội An nhân tình thuần hậu được truyền tải đến học sinh một cách vui nhộn, dễ nghe, dễ hiểu. Được biết, đến giữa tháng 10 này, cơ quan trực của đề án sẽ tiếp tục tuyên truyền đến 4 trường tiểu học và trung học cơ sở tại 4 xã phường Cẩm Hà, Cẩm Thanh, Cửa Đại và Thanh Hà.